Rồi chào cô chú anh chị mình ha. Rồi hôm nay mua hết nguyên bầy đây, và nguyên bầy bò đây thì 7 con ha, của ông anh này ha. Tại vì nó nói chung là cũng có sự cố cho nên mới bán hết nguyên bầy nha cô chú anh chị. Tại giờ anh bệnh á cho nên mới bán ha. Chứ nguyên bầy bò đây anh mua rồi, anh nuôi một thời gian cũng lâu ha. Anh cũng tiếc lắm, tại vợ bệnh cho nên phải bán ha. Đó, thì em cũng quay tại chỗ cho của ảnh luôn cho cô chú anh chị mình ha. Đó. Thì mấy con bò đây chút em báo giá từ từ từng con ha. Em soạn ra hết rồi. Đó. Rồi đầu tiên quay trước bộ mẹ con đây cho cô chú anh chị mình ha. Đây. Con đây thì phé ha. Bẻ phé rồi. Chữa là lứa thứ tư ha. Chữa lứa thứ tư. Được 3 tháng rưỡi ha. Được 3 tháng rưỡi. Đây là con mẹ nè. Còn đây là con nè. Đó. Em quay từ từ cho mẹ cho cô chú anh chị mình xem. Chiều cao 1m22 bò ha. Đó. Vú nó nè. Con này ít rúng ha. Tại chủ cho ăn nhiều quá cũng ít rúng. Đó. Cũng còn bú cử ha. Chủ cũng cưng à, còn bú cử. Con này thì hơi ốm nha cô chú anh chị. Bộ mẹ con đây á thì em bán tách được luôn rồi nha. Bán tách được rồi, tại con lớn ha. Đó. Con mẹ đây chữa 3B ha, chữa 3B được 3 tháng rưỡi ha. Bao khám bao chữa cho cô chú anh chị mình. Đó. Rồi con mẹ đây á thì 19 triệu ha, 19 triệu. Đó, em phân ra giá ra cho cô chú anh chị mình coi để cô chú anh chị mình mua ha, cho dễ luôn. Còn con bò con nè. Bò con thì rúng yếm cao phệt, đẹp bò ha, nè. Chỉ có cái tội là điểm mi hơn chút ha, điểm mi một chút. Đó. Mập bò nghe cô chú anh chị, đó điểm mi đó. Em tiến lại gần ha. Con đây thì chiều cao của nó là 1m12 bò ha, 1m12 bò. Tối quá. Đó bò con ha. Bò con đó. Chiều cao là 1m12 bò ha. Đó, em đi theo cho quay cho cô chú anh chị mình xem. Đó. Khoảng cách của em đứng rất là xa ha. Bò con thì mầm đẹp bò ha. Chỉ có tội điểm mi ha. 1m12 bò. Rồi con bò con này em báo giá cho cô chú anh chị mình luôn. 12.500.000, 12.500.000 ha. Đó, điểm mi ha, bò thì mập mạp ha. Bò thì mập mạp, chân cẳng bự ha, rúng dài luôn nè, đó. 12.500.000 ha. Rồi, em bước qua con cái chữa nè. Đó, con đây thì chữa được 4 tháng ha, khối 3B nha. Toàn bộ mấy bò đây là chữa lứa đầu tiên hết ha. Nè, dàn đầu con bò chữa nè. Đó, sấy vú mình nghiêm chỉnh hết ha. Bò toàn bộ sấy vú nghiêm chỉnh hết. Yếm chân cẳng bự ha, móng sò đứng thẳng hết nè, rốn dài luôn. Con để chữa 4 tháng ha, 3B ha, dàn lưng nè. Chiều cao con này là 1m27 bò ha, 1m27 bò. Đó, cậy đuôi bự ha, em quay kỹ cho cô chú anh chị mình xem. Khoảng cách của em quay rất là xa ha, thấy hết bò luôn ha. Đó, con bò chữa đầu tiên. 1m27... chiều cao 1m27 ha, yếm đôi ha. Rồi con bò chữa đây á, em báo giá cho cô chú anh chị mình luôn ha. 24 triệu, 24 triệu ha. Đó. Rồi em bước qua con chữa thứ hai. Đây, con chữa thứ hai đây. Con đây thì cái dàn đầu của nó cạ trầy vô cây đó, cày vô cái máng cô chú anh chị, cái đầu với cái gu á, cạ trầy vô cái máng ha. Thì bò có sao em nói vậy cho cô chú anh chị mình xem ha. Đó, dàn đầu nè. Con đây thì bẻ hai đôi răng. Hai đôi răng ha. Đó. Ngay cái gu nè, với lại cái dàn đầu ha. Em quay kỹ cho cô chú anh chị mình xem. Con đây thì chữa được 8 tháng mấy rồi nha. Gần 9 tháng ha. Bự rồi ha. Con mấy rồi. Đó. Xuống vú rồi. Chiều cao là 1m22 bò ha. 1m22 bò. Đó, qua xạ rồi ha. Thì em quay kỹ cho cô chú anh chị mình xem. Con số 2. Rồi con số 2 đem báo giá cho cô chú anh chị mình luôn. 22 triệu ha, 22 triệu. Đó. Tại vì nó bị trầy ngay cái đầu nè, với cái gu nè, cho nên nó ít tiền hơn chút nha cô chú anh chị. Đó. Thì bò có sao em nói vậy hết cho cô chú anh chị mình xem ha, lựa chọn để mua ha. Rồi
em bước qua con vò chữa thứ ba. Đây, dàn đầu của vò chữa thứ ba nè. Chiều cao của con này là 1m25 bò ha, 1m25 bò. Chân cẳng nè. Đó, rúng ha, con này chữa 8 tháng mấy luôn rồi. Chân cẳng mầm bự luôn ha, con nào cũng vậy, yếm đôi không à. Lưng thì một lưng luôn, dàn lưng nè. Đỏ mặt luôn ha. Qua xạ luôn nè, cày đuôi bự luôn. Đó, em đứng xa hết con bò đó cho cô chú anh chị mình xem cho kỹ ha. Con này cũng chữa toàn bộ là phối 3B hết nha cô chú anh chị. Chủ phối 3B hết ha. Đó, con này cũng 8 tháng mấy rồi. Nè, dần rúng nè, vú xuống ha. Đó. Rồi con này em báo giá cho cô chú anh chị mình luôn. 26 triệu ha, 26 triệu. Đó, cày đuôi bự ha, bò thì đẹp ha, quay hai bên luôn cho cô chú anh chị mình xem. Bò chữa ha. Con số 3 đó. Tại vì vợ ảnh có trục trặc cho nên ảnh mới bán bầy bò rồi ha, chứ anh cũng tiếc lắm ha, cũng tội. Đó. Thì lúc trước là mua của em nè. Đó. Giờ anh bán lại cho em ha. Rồi, em qua con bò chữa cuối cùng. Đây. Con chữa cuối cùng đây á là chiều cao của nó 1m27 bò ha, 1m27 bò, dàn đầu nè. Sấy bướm nghiêm chỉnh ha, đu bật ha, lưng thì một lưng luôn. Con đây chữa cũng 8 tháng mấy rồi nghe cô chú anh chị. Đó, dàn rúng nè. Xuống vú ha. Chân cẳng mầm bự con nào cũng vậy hết, cày đuôi bự luôn. Mông thì thừ lứ luôn ha. Bò thì hiền dạn lắm, dàn lưng đó. Tới đây. Tới. Đó, khoảng cách của em đứng nè, xa nè. Cho cô chú anh chị mình xem hết con bò luôn ha. Chiều cao con này là 1m27 bò ha, 1m27 bò. Rúng dài ha. Con này chữa cũng 8 tháng mấy ha. Em quay kỹ ha. Rồi, con cuối cùng em báo giá cho cô chú anh chị mình. 26 triệu ha, 26 triệu. Đó. Rồi cô chú anh chị cứ coi ưng ý cứ alo cho em ha. Con cuối cùng ha. Bò thì đẹp ha, gu bật luôn. Rồi thôi video nó cũng dài ha. Rồi chào tạm biệt cô chú anh chị mình. Hẹn cô chú anh chị mình những video tiếp theo. Rồi bye bye. Rồi con được cọp ra em quay luôn nha cô chú anh chị. Đó, cũng chung một bầy luôn ha. Đó. Được cọp đây mới nãy đi chơi à. Bây giờ mới luồn nó về luôn. Con đây thì chiều cao nó chừng 1 mét ha, 1 mét bò ha. Đó, chân cẳng nè ha. Con đây thì nó ăn cái bụng thôi, khỏi quá trời cái bụng rồi. Được cọp ha. Đó. Em quay kỹ cho cô chú anh chị mình xem. Đó, rúng ha. Con đây nó ăn bụng ăn nhiều quá cho nên nó có bụng nè cô chú anh chị. Thì bò có sao nó vậy hết ha. Tại con được cọp. Chiều cao của nó là khoảng 1 mét bò ha, khoảng 1 mét bò. Đó. Cày đuôi lưng đây. Đó, em quay từ từ cho cô chú anh chị mình xem ha. Được cọp đó. Rồi, con được cọp em báo giá cho cô chú anh chị mình luôn ha. 7 triệu, 7 triệu ha. Đó. Đi theo đó em quay cho cô chú anh chị mình xem. Được cọp 7 triệu ha.